Hello, Vlog và Đức Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Tối ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Kyrgyzstan tại Qatar. Đây là trận đấu trước khi mà thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusse chốt lại danh sách 26 thành viên chính thức tham dự sân chơi Asian Cup 2023 sẽ khởi tranh bắt đầu từ ngày 12 tháng 1 tới. Riêng đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu trận đấu ở bảng D bằng cuộc đối đầu gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1. Quay trở lại với trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Kyrgyzstan, kết quả chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusse đã để thua với tỷ số là 1-2. Trương Tiến Anh là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan. Vào lúc 20 giờ tối giờ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan. Do mang tính chất phục vụ các thử nghiệm, đánh giá về chuyên môn của cả hai đội tuyển, nên trận đấu được tổ chức trên sân không khán giả và không có hoạt động truyền thông. Đây cũng là quy định của AFC đối với các đội tuyển khi tổ chức thi đấu giao hữu cọ sát trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023 tại Qatar. Các thông tin xoay quanh diễn biến, đội hình thi đấu cũng đã được cả hai đội bảo mật. Đây là điều cần thiết nhằm tránh việc hai đội bị các đối thủ thăm dò khi ngày khai mạc giải đã gần kề. Trương Tiến Anh là người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam và đội bóng của huấn luyện viên Philippe Chusse đã chịu thua chung cuộc với tỷ số 1-2 trước Kyrgyzstan. Được biết ở trong trận đấu này, huấn luyện viên Philippe Chusse đã trao cơ hội cho tất cả 30 cầu thủ, bao gồm cả 3 thủ môn. Từ đó, ông thầy người Pháp đã có những đánh giá trước khi chốt danh sách 26 cái tên tham dự vòng chung kết Asian Cup. Cũng trong trận đấu này và ở những buổi tập trước đó, đội tuyển Việt Nam có dịp để đối phó với các tình huống chống bóng bổng. Trong bối cảnh đội nằm trong nhóm có chiều cao khiêm tốn nhất giải, kịch bản liên tục phải giáp mặt với các pha tấn công từ biên, tạt bóng bổng vào vòng cấm địa là điều mà huấn luyện viên Chusse cùng với các cộng sự cần phải lường trước và muốn rèn giũa cho các học trò. Yeah.
điện thoại nó xấu lắm, mà nó xấu hơn chụp bằng cái này đẹp hơn là máy cơ rồi. Thank you.